thưa quý thính giả, sau 42 năm, nhận thức của người dân về ngày 30 tháng 4 đã rất rõ ràng và minh bạch. Đó là ngày khởi đầu cho bao đau thương uất hận tràn ngập, chứ không phải là một ngày vui mừng như Cộng sản Việt Nam đã lừa bịp bấy lâu nay. Để tiếp nối chương trình hôm nay là phần phỏng vấn Linh Mục Đặng Hữu Nam về ngày 30 tháng 4 do phóng viên Thomas Việt thực hiện. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Chào cha An Tôn Đặng Hữu Nam. Được biết ngày quốc hạnh 30 tháng 4, cả ngàn giáo dân tại giáo xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An biểu tình tưởng niệm người Việt tử nạn trong lúc trốn chạy khỏi Cộng sản để tìm tự do, và cũng qua cuộc biểu tình ôn hòa này nhằm yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đóng cửa nhà máy thép Formosa gây ô nhiễm môi trường, cải tạo lại môi trường biển và đền bù thiệt hại. Cha có thể cho quý thính giả radio chúng con biết rõ hơn về sự việc này thưa cha. Vâng, xin chào anh và chào quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Thì như chúng ta biết là khoảng một năm nay, tại giáo xứ Phú Yên thì vào các ngày thứ bảy, chủ nhật thì thường có cái cuộc tổ chức biểu tình vì phản đối Formosa đã xả thải và sát hại môi trường biển miền Trung, yêu cầu Formosa phải đền bù thỏa đáng, rồi cải tạo biển sạch, trả lại biển sạch cho người dân, cũng như là yêu cầu đóng cửa Formosa. Thì trong những tiến trình vừa qua thì trước những ngày 30 tháng 4 đó thì chính quyền tỉnh Nghệ An có ra một cái công văn yêu cầu tòa giám mục chỉ đạo các linh mục trên địa bàn, đặc biệt là Quỳnh Lưu, các linh mục và hướng dẫn kêu gọi giáo dân tổ chức kỷ niệm ngày 30 tháng 4. Cái điều này là một cái điều hài hước nữa, bởi vì hài hước ở chỗ là theo tôi nghĩ nó không phải là cái ngày đáng mừng, bởi vì cái giá phải trả cho cái việc mà người ta bảo rằng là giải phóng đó nó quá đắt. Và hơn nữa, không chỉ đắt về mạng người mà còn làm cho đất nước đi xuống chứ không phải là đi lên. Và chính ngay những người giáo dân của giáo xứ Phú Yên là những nạn nhân trong hai cái biến cố đó, để cho thấy rằng chúng tôi không thể mừng được. Bởi vì trước đây khi mỗi ngày đến ngày Tết thì thường giáo xứ Phú Yên không có tiếng cười mà là tiếng khóc. Bởi vì những lúc đó là người ta nhớ lại cảnh tan tác ly hương, cảnh cha đàn lẻ nghé của gia đình của mình. Và đó cũng là cái lúc mà có thể nhận được thư nhau và càng thêm gây nên đau khổ cho những người còn ở lại hay người đi. Đó vì thế chúng tôi đã tưởng niệm những đồng bào tử nạn đã ngã xuống trong cuộc chiến cho ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cùng với đó thì chúng tôi biểu tình để rồi nói lên tiếng nói của mình, yêu cầu đóng cửa Formosa, yêu cầu Formosa phải đền bù thỏa đáng cho người dân, trả lại biển sạch cho đất nước Việt và phải đóng cửa Formosa. Và đó cũng là những chương trình mà chúng ta thấy quen ở tại giáo xứ Phú Yên trong một năm qua vào các ngày thứ bảy và chủ nhật. Cũng được biết là vào ngày 26 tháng 4, như cha cũng vừa nói đó, nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Nghệ An đã gửi một công văn hỏa tốc đến tòa giáo mục xã Đòi với nội dung là theo cách nói của họ là đề nghị tòa giáo mục giáo phận Vinh chỉ đạo các cha trong giáo phận tham gia tổ chức và vận động giáo dân hưởng ứng kỷ niệm ngày 30 tháng 4 cùng với nhà cầm quyền Cộng sản. Tức là họ đề nghị các cha trong giáo phận bảo giáo dân phải là vui mừng trong ngày ức hận của dân tộc. Cha có thể nói gì về cái đề nghị rất là vô nhân từ nhà cầm quyền Cộng sản này thưa cha? Thưa anh, thì thứ nhất là ở đây chúng ta thấy nhà cầm quyền can thiệp sâu vào nội bộ của giáo hội. Đây là một điều trái ống nghe, hài hước, bởi vì giáo hội có những hoạt động riêng và có những cái cách riêng. Trong khi đó, nhà cầm quyền Nghệ An cố tình để chỉ đạo tòa giám mục, chỉ đạo các linh mục và kêu gọi giáo dân để làm một cái việc tưởng niệm tổ chức mừng ngày 30 tháng 4. Có nhiều người bảo đó là cái ngày quốc hận, có người bảo đó là cái ngày tang thương. Nhưng với tôi là một linh mục quản trị Phú Yên, với những người Phú Yên, tôi sống với họ và tâm tình của họ, chính họ là những nạn nhân. Vậy thì đối với chúng tôi, những ngày đó không thể là ngày vui,
Bởi vì chúng tôi dù là những người được gọi là người thắng cuộc đi chăng nữa, thì chính gia đình của họ là những người đang chịu cái hậu quả nặng nề đó. Việc tan đàn trẻ nghé, việc tan nát cả gia đình, việc tan nát của một giáo xứ, nó không thể là một ngày vui. Mà hơn nữa, cái điều mà chúng tôi ở đây thấy rằng chính chúng tôi là những nạn nhân nữa, cho nên chúng tôi không thể vui mừng trên cái sự mất mát đau thương của người khác một cách lớn lao, hay là của chính gia đình hay là anh em của mình. Như lúc nãy tôi có thống kê những con số, cả hai phía, cả miền Bắc lẫn miền Nam, cả những người cầm súng, cả những người dân thường, cả những người đang phải trốn tránh chế độ mới mà phải thiệt mạng ở vùng biển hay là ở hải ngoại, đó là cái điều mà chúng tôi không thể vui mừng được. Vậy thì chúng tôi có thể tưởng niệm họ, không phân biệt là ai. Trong thánh lễ chúng tôi cũng cầu nguyện cho các linh hồn những người tử nạn là đồng bào của chúng tôi, không phân biệt Bắc Nam hay không biệt người cầm súng hay dân thường, và cả những người được bỏ mạng trên biển khơi nữa. Cuộc biểu tình rất là ôn hòa của giáo dân Phú Yên là câu trả lời cho công văn hỏa tốc nhưng vi phạm quyền tự do tôn giáo và can thiệp thô bạo từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với giáo hội Công giáo, tất nhiên xúc phạm đến quyền căn bản của con người đó, thưa cha. Vâng, thì chúng ta biết rằng là tạo hóa ban cho con người gọi là nhất quyền, cái quyền đó không ai có thể lấy được. Và hiến pháp của Việt Nam ngày hôm nay vẫn khẳng định rõ người công dân có quyền tự do tôn giáo, được quyền theo hay là không theo một tôn giáo nào, và có quyền biểu đạt cái niềm tin của mình. Đó là cái quyền căn bản của con người. Nhưng xem ra ở Việt Nam thực sự mà nói thì chưa có cái tự do tôn giáo. Nếu có chăng thì cái tự do đó trong khuôn khổ của Cộng sản vô thần mà thôi. Và tại miền Trung, đặc biệt tại Quỳnh Lưu, để qua các cái công văn trước đây của nhà cầm quyền từ huyện cho đến tỉnh, chúng tôi cũng đã khẳng định với họ cái điều này. Chính họ đã lên tiếng khẳng định cho nhân loại biết, tại miền Trung, tại Nghệ An, tại Quỳ huyện Quỳnh Lưu không có tự do tôn giáo, hay là tự do tôn giáo theo cách của các vị. Đó là cái điều mà chúng ta cũng có thể thấy được qua công văn mà ngày 26 tháng 4 vừa qua của tỉnh Nghệ An gửi để chỉ đạo tòa giám mục, chỉ đạo các linh mục tổ chức và tổ chức mừng ngày 30 tháng 4 vừa qua. Cảm ơn cha An Tôn Đặng Hữu Nam đã cho Radio Đáp Lời Sông Núi cuộc phỏng vấn này. Vâng, xin cảm ơn anh, cảm ơn Đài Đáp Lời Sông Núi cho tôi cơ hội để tôi có thể gặp gỡ được mọi người, nhất là những người yêu chuộng công lý, hòa bình, yêu chuộng sự thật, và nhất là đang thao thức với hiện tình của đất nước. Qua đây tôi cũng xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi, đồng hành với chúng tôi trên con đường đi tìm công lý, và cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Chúa chúc lành cho tất cả.